Vibin, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Queen Farm được đầu bếp top 1% thế giới chấm giải tuyệt đối về vị ngon. Kể từ khi người đi, mùa đông càng rét thêm cho lòng em. Ngày đêm nghĩ đến anh, em vẫn luôn nhớ về ngày đôi ta cùng nhau ước thề. Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan, để mình anh hòa theo từng làn gió miên man lang thang nơi đó. Baby, vết thương này dài thôi. Em cần đến cơn lòng cần thêm đau. Anh không đứng ngoài lần được ấm chặt với mơ. Cảm xúc hỗn độn nên ở đâu. Không khóc lâu, không trách móc. Ta xa nhau bình thản nên đau lòng. Nhưng sâu bên trong em là người mảnh vỡ. Một linh hồn cằn cỗi cô độc và bơ vơ. Anh xin lỗi, anh không đủ tinh tế để nhận ra ấm ức em đang mang. Anh thực tế đến nỗi không thể cho em một cuộc sống nhẹ nhàng. Thế nên đâu có quyền đưa tay mở lại. Và biết đâu đây là lựa chọn tốt cho cả hai. So baby I'm ready to let you go and say goodbye. Và giờ người ra đi, chắc con tim không nghĩ suy. Đừng lẻ loi đôi mi, anh thương chi những hoài nghi. Vì em không trở lại, chỉ còn lại nỗi bay. Cứ nhìn số xong lại xóa đi. Anh không có đủ can đảm để nhìn em ướt mi. Vì anh thêm lần nào nữa, dù cho trăm lời bao chữa cũng không thể thay đổi tình thế. Em sẽ chẳng quay về. Em luôn tỏ ra không quan tâm nhưng đâu thể ngừng yêu anh. Em nói không sao, I'm ok nhưng đâu thể nào quên anh. Em đâu ở đây này, con tim này như vỡ nát rồi, vỡ nát rồi, vỡ nát mất rồi. Nơi vui đây đã xa một người chỉ còn nỗi nhớ. Tình lạc loài chờ vơ như cánh én mãi nơi phương nam. Và giờ người ra đi, trong con tim không đi suy. Đừng lệ là đất mi, ai cần chết những hoài nghi khi em không chờ. Cần chi khi em không trở lại. Người ra đi để cho lòng em thêm đau. Phải làm sao để em quên đi được ai? Giá như mình cùng nhau cố gắng thêm một chút. Đâu là lý do khiến cho hai ta hai nơi phương xa? Anh hãy nói xem. Anh không thật thà, anh cứ ngây thơ, cứ bất ngờ quay mắt cho em mất mơ.
thật ấn tượng thưa quý vị, Mai Thiên Dũng và Lily. Chắc là quay về đó cô. Quay về, quay về thôi. Trời ơi, sốc vì đùa luôn. À xong Ly còn cởi áo ra luôn đấy. Dạ. Tung áo ra luôn. Xin cảm ơn vũ đoàn bước nhảy. Thank you dancers. Một tiết mục bùng cháy cho mở đầu live show 3. Sảng khoái, giải tỏa năng lượng và hai anh em nhìn nhau. Ok nha, try try nha. I like it ha. Dạ. Sau khi diễn xong thì Ly có một cái suy nghĩ. Không biết mọi người có giống Ly không. Chắc là Ly nghĩ là Ly với anh Dũng phải ra đảo á. Đảo Kiên. Biển cao. Hôm nay các bạn thấy là Lily là outfit rồi make up rất là đẹp đúng không ạ? Mà cái đoạn mà trời ơi phóng lên cái phần trống đập thùng 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 rồi mà cái ghét nhất là mặc cái đầm này mà đánh trống mới thấy đã. Trời ơi tinh nghịch, quan trọng máu lửa. Và thêm một cái nữa là các bạn biết không, bài này Lily viết thêm cái phần verse nữa, còn rap luôn. Hôm nay phải nói là thấy Lily thật sự tỏa sáng. Em Không Quay Về là một bài hát mà nằm trong list những bài hát Ly đã muốn chọn khi mà tham gia Ao Son. Tại vì chủ đề của chương trình chúng ta là làm mới lại những bản hit cũ mà. Đặc biệt là Ly lại là một single songwriter cho nên là ngứa nghề, mà mọi người ngứa nghề lắm. Cho nên là để làm mới một bài hát thì Ly thường chọn cách là viết thêm một vài câu rap hoặc là một cái verse mới cho bài hát. Ôi, nốt nhạc đâu bắn ra nhanh như thế. Idea đưa ra mà sao nhanh như vậy. Cái này là tài năng. Qua chương trình Ao Son ở Việt Nam thì mình thấy là Gen Z dám sáng tác, các OG lại dám hát. Còn Mai Tiến Dũng thì phải nói là hát cái bài này một cách rất là sexy. Wow, rất là đặc biệt. Cái bài này bình thường mình nghe Hoàng Tôn hát ở một cái màu khác. Sao? Hai người chia sẻ cảm xúc đi sau khi trình diễn xong thấy sao? Cháy như mọi khi và hạnh phúc như mọi khi. Đúng rồi. Càng đi vô những vòng trong như thế này thì mình lại cảm thấy là sự lựa chọn của em rất là đúng. Đúng không? À. Mỗi bài mỗi khác là mỗi bài là một bài tập mới hoàn toàn đối với Dũng. Không hề dễ và cũng không hề quen một tí nào hết. Nhưng mà khi mà nhìn lại, mình sẽ thấy rất là hứng thú. Tại vì qua từng vòng, mình đã làm mới bản thân mình được những gì. Và mình đã học được những gì từ các bạn trẻ. Hey bro, you can do it, you can do everything. Tại vì anh Dũng là một người rất là tài năng. Mọi người thấy trước giờ anh Dũng toàn là hát ballad thôi đúng không? Nhưng mà đến với Ao Son, mọi người hãy nhìn đi. Anh Dũng đã biến thành một rapper chính hiệu, đã vượt khỏi cái giới hạn an toàn của mình để thử những cái điều mới mẻ. Anh ấy đã thành công mà đúng không? Cảm ơn Belly rất nhiều, một cô gái rất là tài năng. Lily, hôm nay cho anh biết coi là khi em diễn xong em cảm thấy như thế nào. Tại vì anh thấy là hôm nay em đặc biệt tỏa sáng luôn. Dạ cảm ơn anh Thành. Khi em hoàn thành ca khúc này thì em cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Tại vì anh Dũng rất là lo lắng về cái phần thi lần này khi mà em chọn bài này. Và thuyết phục anh Dũng là không sao đâu, anh đừng có lo lắng. Và em có nói một câu là anh yên tâm, em sẽ làm bài này hit. Nghe thấy ghê không? Và nếu như các bạn yêu thích tiết mục này, bấm ngay số 1 mời bình chọn. Trong những cái bài song ca của Lily và Mai Tiến Dũng thì là cái bài vừa rồi là cái bài mà chặt chẽ nhất. Tức là cấu trúc bài rất là hay và nó đạt cả cái phần âm nhạc lẫn cái phần biểu diễn đều hay. Xem đã đấy, cái này Lily viết ra đấy. Những cái mới nhỉ. Hay đấy, cái đoạn rap mà Tuti cùng với nhau rất là hay. Gọi là cái đấy gọi là gì nhỉ? Con cái từ fast flow. Fast flow hả? Bầu nhiều vô chứ không có làm đuổi. Phải bình chọn không có làm đuổi thật. Nếu mà hát hay như này thì không thể đuổi được ấy. Đuổi bị hát đau tay. Hát bài hay này xứng đáng để giữ lại để kéo đuổi mình lên. Đuổi bị đau tay, kéo mình lên đấy. Cái điểm cao kéo bọn mình lên. Và bây giờ là phần chấm điểm cá nhân. Số 1 cho Lily, số 2 cho Mai Tiến Dũng. Và bấm 1 và 2 cho cả hai người nếu các bạn yêu thích cả hai. 12 đó mọi người. Bình chọn 12 bắt đầu. 12. Vâng thưa quý vị, và thời gian bình chọn đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã bình chọn cho Lily và Mai Tiến Dũng. Và một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Lily và Mai Tiến Dũng. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.